Hôm nay cả thế giới túc cầu sẽ hướng về lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa 2022-2023. Trước khi biết được đâu là bảng tử thần, các ông lớn của châu Âu vẫn tất bật với phiên chợ hè khi ngày đóng cửa đang dần đến. Với Man United, họ vừa đón tin khá tích cực về thương vụ Anthony, còn Arsenal đang gặp khó trong việc chiêu mộ thuyết phục bầy sói nhà Neto. Chào mừng các bạn đến với bình luận viên Anh Quân News và đây là bản tin chiều 25 tháng 8. Nếu xem trận giao hữu giữa Man City và Barcelona rạng sáng nay, hẳn không ít người đã phì cười trước tình huống ăn vạ thô thiển của Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã mang về quả penalty cho Man City, nhưng điều đáng nói pha quay trận cho thấy Haaland đã tự ngã chứ Christensen gần như không tác động vào anh. Điều này khiến rất nhiều cổ động viên Barca nổi giận và lập tức ném đá Haaland trên các trang mạng xã hội. Tờ Manchester Evening News bình luận: Haaland ngã rạc khi không có ai đến gần tiền đạo này. Trong lúc chúng ta đang chờ đợi bốc thăm Champions League thì Cúp Liên đoàn Anh đã xác định được các cặp đấu. Lá thăm may rủi đã sớm để hai đội bóng mạnh là Man City và Chelsea chạm trán nhau ở vòng 3 Carabao Cup. Đoàn quân huấn luyện viên Guardiola sẽ được chơi trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Chelsea, đương kim á quân của giải đấu. Đây cũng là trận đấu tái hiện lại chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa 2018-2019. Ở các cặp đấu đáng chú ý khác, Man United sẽ đụng độ Aston Villa. Arsenal cũng bắt phải một lá thăm khó là Brighton. Trong khi đó, Tottenham sẽ phải chuẩn bị cho một trận đấu với Nottingham Forest. Chấn thương bất ngờ trên sân tập của Wijnaldum đã vô tình đẩy huấn luyện viên Mourinho vào thế khó. Tân binh người Hà Lan của Roma phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng và người đặc biệt cần gấp rút bổ sung thêm nhân sự cho tuyến giữa. Trước tình hình này, theo Daily Mail, phía Tottenham đã đề nghị tiền vệ Harry Winks chuyển đến Roma theo dạng cho mượn. Tiền vệ người Anh không đáp ứng được yêu cầu huấn luyện viên Conte, vì vậy chiến lược gia người Ý đang muốn đẩy anh tới bến đỗ mới. Pedro Neto đang là mục tiêu số 1 của Arsenal trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Được biết, chân sút người Bồ Đào Nha sẵn sàng chuyển đến sân Emirates để hy vọng giành những danh hiệu. Arsenal cũng chấp nhận chi 35 triệu bảng cho thương vụ này. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ Ujo, phía Wolverhampton đã từ chối bán ngôi sao người Bồ Đào Nha. Đội chủ sân Mariners muốn Neto lại ít nhất một mùa giải nữa. Họ sẽ từ chối đàm phán với bất kỳ đội bóng nào muốn có cầu thủ 22 tuổi. Được biết, Neto vừa gia hạn hợp đồng với Wolves đến tận năm 2027. Trong khi đó, đại gia mới nổi Newcastle vừa nổ bom tấn chiêu mộ Alexander Isak với giá 75 triệu bảng. Điều đáng nói là huấn luyện viên trưởng của chiếc chòe Eddie Howe lại không biết gì về chuyện này. Chia sẻ với báo giới sau vòng 2 ở League Cup, Howe cho biết: "Tôi chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu. Chúng tôi biết đội bóng cần bổ sung lực lượng, nhưng thật ra tôi chẳng biết điều gì sắp tới trên thị trường chuyển nhượng. Đành chờ xem vậy." Mới đây, tờ Sky Sports đã tổ chức một cuộc bầu chọn cho đội hình xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Đội hình này do người hâm mộ bình chọn và nó đã được đông đảo fan bóng đá trên thế giới hưởng ứng. Đáng chú ý, huyền thoại Nemanja Vidic của Man United đã trở thành cái tên được vinh danh cho vị trí trung vệ. Hôm nay chắc chắn là ngày vui đối với Benzema. Theo Marca, tiền đạo người Pháp đã gia hạn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2024 và thông báo chính thức sẽ sớm có trong thời gian tới. Chưa dừng lại ở đó, theo thông tin rò rỉ từ tờ AS của Tây Ban Nha, Benzema đã được thông báo rằng giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu sẽ thuộc về anh. Đây không phải là một kết quả bất ngờ bởi những gì Benzema thể hiện mùa trước là quá thuyết phục với cú đúp La Liga và Champions League, cũng như đoạt vua phá lưới ở cả hai đấu trường này. Mới đây, Real Madrid công bố hợp đồng tài trợ mới với thương hiệu menswear cao cấp Jagna thay thế cho Hugo Boss. Ngoại trừ những khoảnh khắc mặc đồng phục thi đấu, các tuyển thủ sẽ khoác lên mình trang phục may đo độc quyền từ Jagna. Theo tiết lộ từ Jagna, trang phục thương hiệu Ý sẽ thiết kế cho Real Madrid thuộc dạng những bộ cánh sang trọng được may đo riêng cho các thủ sử dụng trong những chuyến du đấu ở Champions League. Theo báo chí châu Âu, FIFA vừa bắn tín hiệu tích cực sẵn sàng thu nạp đội tuyển Greenland làm thành viên thứ 212 của mình. Liên đoàn bóng đá thế giới cho biết khi Greenland đáp ứng được yêu cầu về sân bãi thì đội tuyển này sẽ đủ điều kiện gia nhập. Thực tế, Greenland đã muốn gia nhập FIFA. Họ thành lập liên đoàn bóng đá của riêng mình vào năm 1971, sớm hơn rất nhiều liên đoàn thành viên UEFA. Liên đoàn bóng đá Greenland lên kế hoạch gia nhập UEFA từ năm 1998, nhưng họ chưa bao giờ được chấp nhận. Chỉ còn vài ngày nữa, phiên chợ hè sẽ khép lại, vì vậy Man United đang gấp rút chạy đua cho việc chiêu mộ những bản hợp đồng cuối cùng. Trong đó, tiền đạo Anthony là mục tiêu số 1 của huấn luyện viên Ten Hag lẫn bản lãnh đạo Quỷ Đỏ lúc này. Ajax vẫn giữ nguyên quan điểm không bán chân sút người Brazil, nhưng Anthony lại cực kỳ khát khao tái ngộ ông thầy cũ tại Old Trafford. Theo Telegraph, Man United đã gửi lời đề nghị trị giá 90 triệu euro và đang chờ đợi câu trả lời của Ajax. Nguồn tin trên cũng cho biết người đại diện của Anthony bắt đầu tìm nhà Manchester. Chưa dừng lại đó, nguồn tin từ Hà Lan cũng tiết lộ Anthony đã nộp đơn đề nghị ban lãnh đạo Ajax cho phép anh chuyển đến Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022.
Anthony và người đại diện không hài lòng khi ban lãnh đạo Ajax liên tục gây khó dễ trong việc đàm phán với Man United. Đương kim vô địch giải Hà Lan đã hai lần từ chối các lời đề nghị trị giá 80 và 85 triệu euro của Quỷ Đỏ thời gian qua. Trước đó, Anthony từ chối tham gia buổi tập của Ajax từ cuối tuần trước, dù tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường. Anh không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Ajax ở vòng 3 giải vô địch quốc gia Hà Lan cuối tuần qua. Và theo Fabrizio Romano đưa tin trưa này, Man United sẵn sàng đưa ra thêm một mức giá mới cho Anthony. Việc Anthony đến Man United được cho là ảnh hưởng khá lớn đến cơ hội đá chính của Ronaldo. Thực tế, tiền đạo người bố có vẻ như không phải là ưu tiên hàng công của huấn luyện viên Ten Hag vào lúc này. Vì vậy, câu chuyện tương lai của Ronaldo vẫn là một nghi vấn, dù chỉ vài ngày nữa phiên chợ hè sẽ khép lại. Nhưng Ronaldo lại đang tập trung giải quyết vấn đề ngoài sân cỏ hơn. Theo Sun Sport, Ronaldo đang hỏi mua lại rồi phá bỏ sân golf cạnh vị trí anh sắp xây dinh thự trị giá hơn 20 triệu đô la Mỹ ở gần Lisbon. Lý do là bởi sân golf này chắn tầm nhìn từ dinh thự của anh. Ngoài ra, tiền đạo 37 tuổi muốn đảm bảo quyền riêng tư và muốn có đường đi rộng rãi tới dinh thự. Ngày 24 tháng 8, các luật sư của Ronaldo được cho đã liên hệ và đàm phán với Miguel Champalimot, chủ sở hữu sân golf có tên là Otavos này. Hiện ông Champalimot hay đại diện của Otavos chưa lên tiếng về thông tin này. Sau trận giao hữu sáng nay giữa Man City và Barcelona, huấn luyện viên Pep Guardiola lẫn Xavi đã lên tiếng về tin đồn chuyển nhượng xoay quanh Bernardo Silva. Đáng chú ý, huấn luyện viên của Man City cho biết Bernardo Silva dành tình cảm đặc biệt cho Barcelona. Bernardo rất hứng thú với viễn cảnh được chơi bóng tại Barca. Tất nhiên, Man City muốn giữ cậu ấy ở lại, nhưng nếu Bernardo muốn ra đi, tôi sẵn sàng để cậu ấy được tọa nguyện. Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc Man City và Barca phải đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, huấn luyện viên Xavi không ngần ngại bày tỏ sự hứng thú của mình với tiền vệ người bồ. Tôi cực kết Bernardo Silva. Cậu ấy hiểu tất cả mọi thứ và có năng lực ấn tượng để đưa ra quyết định. Cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng với Pep và cậu ấy tạo ra được sự khác biệt ở trên sân. Barca đã theo đuổi Silva suốt mùa hè, nhưng thương vụ này vẫn bế tắc vì Blaugrana đang gặp nhiều vấn đề về tài chính. Thậm chí cho đến hiện tại, họ vẫn chưa đăng ký xong toàn bộ các tân binh. Mọi chuyện càng đáng lo hơn cho Barca khi Paris Saint-Germain cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Bernardo Silva và sẵn sàng nhảy vào thương vụ này. Chuyện cầu thủ tặng áo đấu cho fan là điều hết sức bình thường, thậm chí là một văn hóa của bóng đá thế giới. Nhưng mới đây, câu lạc bộ Atlético lại vừa đưa ra một quy định khiến cổ động viên đội bóng cực kỳ phẫn nộ. Cụ thể, các ngôi sao của đội bóng thành Madrid giờ đây không được tùy tiện tặng áo đấu cho fan sau trận như trước. Thay vào đó, người hâm mộ chỉ có thể sở hữu chúng thông qua việc đấu giá trên một ứng dụng kỹ thuật số của câu lạc bộ có tên là Momento Market. Thông báo trên trang chủ câu lạc bộ Atlético cho biết, đối tác mới của câu lạc bộ AC Momento sẽ chịu trách nhiệm tổ chức đấu giá những chiếc áo đấu của cầu thủ Atlético Madrid để tiếp cận cơ hội nhận áo có 102 này. Người hâm mộ sẽ phải tải xuống ứng dụng Momento Market và thông qua đó, và họ có thể chọn tham gia đấu giá trực tiếp trong các trận đấu. Chỉ còn 3 tháng nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khởi tranh, nhưng FIFA vẫn đang đau đầu về việc Liên đoàn bóng đá Chile đâm đơn kiện tuyển Ecuador dùng cầu thủ Colombia trong chiến dịch vòng loại. Chile hiện đang đứng thứ 7 chung cuộc vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, tức không thể có mặt ở Qatar vào cuối năm nay. Đã 10 lần lên tiếng và nhắc FIFA về vụ tố cáo trên, nhưng phía Chile rất bức xúc vì FIFA chưa có hồi đáp, trong khi vòng chung kết World Cup thì đến tháng 11 đã thi đấu. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn thì FIFA đang rất đau đầu vụ việc này. Vì nếu đúng như Chile tố cáo rằng Ecuador đưa cầu thủ đá lậu thì mọi thứ sẽ rối tung lên sau khi lịch thi đấu đã lên khuôn. Các đội đã được xác định và mọi chiến dịch quảng cáo đã được chạy. Đến đây, bản tin chiều xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng bình luận viên Anh Quân News. Đừng quên tối nay, lễ bốc thăm Champions League sẽ diễn ra và hẹn gặp lại các bạn lúc 23 giờ.